Còn bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ơi, tôi thấy là Hà Nội đã chuyển rét khô rồi, không biết là đợt rét này kéo có dài hay không ạ? Vâng Thụy Vân, trong đợt rét này miền Bắc cũng như là thủ đô Hà Nội chỉ rét đến sáng mai. Trong đó đêm nay có thể là thời điểm mà nhiệt độ xuống thấp nhất. Điển hình tại thủ đô Hà Nội, dự báo sau 19 giờ, nhiệt độ sẽ giảm dần xuống còn khoảng là 17 độ C và mức nhiệt này có thể duy trì tới sáng sớm mai, cộng với gió đông bắc thổi cho nên cảm giác khá rét. Khả năng đến trưa chiều mai trời sẽ ít mây và hửng nắng trở lại, cảm giác ấm áp hơn. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và hầu hết các thành phố phổ biến trong khoảng là từ 19 cho tới 22 độ C. Riêng tại Sơn La cũng như là Điện Biên Phủ, nhiệt độ cao 25 tới 26 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay dự mát, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C. Ngày mai tiếp tục nắng mạnh và nóng, buổi trưa nhiệt độ lên cao 33 độ C. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.